Xin chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Thầy Giáo Tí Hơn. Cả như hôm nay thì hai vợ chồng Hùng sau bao ngày ở nhà và không có đi gọi là đi xe máy ở đâu đấy thì hôm nay hai vợ chồng Hùng sẽ đi chơi cả nhà nha. À, đi đâu em nhở? Đi quốc gia ta gì? Đi thuộc bằng con xe này luôn nha cả nhà. À, chuyến này là từ nhà Hùng đi lên chỗ cổng vườn quốc gia Ba Vì là 62 cây, rồi đi lên trên kia mấy cây nữa. Nói chung là chuyến này là chuyến hai vợ chồng đi bằng con xe máy của mình là xa nhất luôn. Đấy, đi với lại Tuấn Anh, rồi là Tươi, rồi là vợ chồng của em gái Tươi nữa. Nói chung là tất cả là 7 người đi trên 4 con xe. Đây, con xe này là con xe quan trọng nhất cả nhà. Tại sao ạ? Tại vì là có nhạc và có đồ ăn lương thực thực phẩm. À, đây là xe vợ chồng, là xe Tú này, là xe nữa. Cả nhà chào đón nha. Chồng Hùng đã đến đồi thông ở trên vườn quốc gia Ba Vì rồi. Đấy, và bây giờ thì sẽ tìm ở phía sau này một cái chỗ nào mà bãi đất nào mà nó bằng phẳng đẹp để cắm trại. Đêm nay thì sẽ cắm trại ở đây luôn và thuê đồ nướng, thuê chăn ở đây luôn. Đấy, tối nay sẽ ngủ ở đây. Đấy, và đã chuẩn bị những cái đồ ăn để mà tối nay với sáng mai rồi. Hôm nay cuối tuần nên là nhiều người đi cắm trại lắm cả nhà. Còn những cái đồ ăn, đồ uống, đồ là chuẩn bị cho tối nay, sáng mai và trưa mai là nhà My đã chuẩn bị hết từ hồi sáng rồi. Nên là bây giờ chỉ cần bật bếp lên và nướng đồ ăn, đồ nướng và thưởng thức thôi. Nhưng mà anh hỏi này, Duy, đây là chuyến đi xa nhất của mình đi đúng không? Gần 70 cây, gần 70 cây. Em thấy sao? Rất là thú vị. Kiểu rất là thích ấy. Đi bằng ô tô thì kiểu như nó mệt mà mình không nhìn cảnh được ấy. Nhưng mà đi bằng xe máy rất là thích nha cả nhà. Nó hơi bụi một tí thôi nhưng mà rất là thích. Đây con xe của Hùng đây cả nhà nhá. Đây phi chiến bằng con xe này cả nhà nhá. Đấy. Đây. Con xe này ác phết ấy. Tiến lắm á. Đi lên đây khoảng tầm gần 2 tiếng nha. Gần 2 tiếng. Đấy, bên cả nhà này, đây một cái đồi thông rất là rộng luôn, có một số nhà đã cắm trại đấy rồi kìa. Đấy, cả nhà bây giờ là bọn Hùng đã dựng trại xong rồi. Khi mà lên đây thì bọn Hùng 8 người, cả trẻ con, cả người lớn, trong đó có người lớn như Hùng, My với Tươi. 8 người thuê một lều và bây giờ thì đang dựng trại xong rồi và bây giờ nhóm lửa để ăn. Thì đi lên đây như là lều với lại là than với lại lò gì ấy, thì mình thuê hết, mình chỉ mang mỗi các cái đồ ăn, chuẩn bị đồ ăn, nước uống để tối nay với lại sáng mai, chiều mai thì sẽ về. Di chuyển từ Hà Nội, từ nhà Hùng lên đây là hơn 60 cây thì đi cũng tầm tiếng rưỡi, hơn tiếng rưỡi, gần 2 tiếng, đi túc tắc vừa nghỉ dọc đường nữa. Và bây giờ đây cả nhà thấy không, đây là khung cảnh cả nhà đang cùng nhau lên lò. Tuấn Anh đang đốt củi. Bây giờ mời cả nhà cùng xem chi tiết nha. Trước khi mà chuyến đi này thì để chuẩn bị đi thì Hùng đã phải đi tân trang lại con xe một tí cho nó khỏe hơn và đảm bảo đó. Cũng như là rửa xe sạch sẽ này đấy. Và bây giờ đây là cái khu cắm trại của bọn Hùng. Hello Tuấn Anh. Đây, và những cái đồ ăn nhà Hùng chuẩn bị đây. Những cái đồ ăn có là có gà ủ muối này, rồi là có chân gà này.
chân gà gì đấy em? Chân gà ngâm xả tắc. À. Rồi chân gà để nướng. Ướp nướng. Rồi xương. Ui giời nhiều đoạn lắm các bạn. Rồi xương này ba chỉ này, ui giời. Rồi xong rồi tôm. Tôm nữa. Ừ. Nem chua. Ừ. Đó. Rồi. Các loại. Rồi đây xem được không, xem xoài trái cây này. Đây là. À, có xoài trái cây này, mía này. Xoài này. Giò nữa. Giò nữa, bánh mì ui, nữa. Mang cả bánh mì nữa cả nhà. Đấy, còn tươi bùi gì đang chuẩn bị đang bổ chanh leo. Dưa chuột đây. Bánh mì này, bim bim này. Đấy. Có cả một cái nồi nữa để sáng mai ăn mì tôm cả nhà. Chà mun nhá. Đấy, có cả quýt nữa này, mì tôm này. Đấy và cái lều tám ở đây cả nhà. Đây cái lều tám đây. Đấy. Bên này là để giày dép này. Đấy cả nhà thấy ok không ạ? Đấy. Hôm nay là đi chuyến đi mà xa cắm trại xa này luôn ấy. Chuyến này thành công lần sau sẽ có nhiều chuyến. Đấy, hai chị em đang gọt trái cây đây. Đấy. Tươi đi cũng đi chuyến này lần đầu tiên đúng không? Vâng, lần đầu đi xa. Hầu như là đi lần đầu tiên. Hùng thì đi cách đây 7-8 năm rồi. Giờ đi lại đây chồng của bông. Lửa đã đỏ rồi, chuẩn bị có ăn nhá. Đây. Em Tú với Tuấn Anh với Mi đang lên nướng. Không quạt nó không cháy được đâu. Không quạt nó phải lên, không quạt đi. Đấy. Em nướng cơm cho hay luôn cái đấy. Sườn cả nhà nha, nhìn nó ngon rồi này. Đấy, sườn này bắt đầu vừa mới bỏ vào này. Sườn này, đấy và ba chỉ nữa, chân gà nữa. Sao đấy chị? Thơm quá cả nhà ơi. Thơm quá. Đây này, ui. Hấp dẫn chưa? Tuyệt vời. Ui sườn này. Tuyệt vời. Ui giời ơi, xem đến đây là ai đang chưa ăn là nhìn nó miếng này. Ngon quá, nhìn ngon quá. Ôi, trời, đâu mượn cái trở đoạn này cháy rồi này. Cắt lấy dao. Đem ra luôn đi. Chưa, cháy bị cháy rồi. Nước cứu. Đây. Đấy, những cái này phải cứu, phải quay clip cứu. Cứu đang quay sau lưng kìa. Cứu. Bỏ đi vứt đi cái đó ra rồi chảy nước vô bà cứ đi cứ cầm cái nước. Muốn đừng chạy qua nhá. Rồi. Ông ơi, kiểm tra cho đi em kiểm tra chín chưa? Bắt bốc một tí cả nhà. Đau Tú đang cầm rồi. Được. Ngon tuyệt vời. Ngấm ăn ngon cực. Bình thường. Bình thường. Cái này đủ mặn rồi. Không phải là bình thường mà là siêu đầu bếp ngồi đây. Đấy cái đồ ông bà tự làm ra nên là ông tự khen đây mà. Ngon, mày thử ăn đi em, quá ngon luôn. Siêu đầu bếp ngồi đây. Ngon quá. Được. Ngon tuyệt vời luôn cả nhà. Ông Tuấn Anh bỏ nó. Đây tất cả là rừng thông. Đấy, xa có một số người hát hò nữa. Này, trồng cây rừng này. Có một cặp mà. Người yêu. Đây ông Tuấn Anh bảo là Tuấn Anh ông Hoàng nước chấm đang pha nước chấm đây cả nhà này. Nhưng mà cả nhà có công nhận Tuấn Anh già ăn vợ chồng Hùng nhiều không? Đầu đã 3 thứ tóc luôn rồi. Người ta bảo đầu 2 thứ tóc, đầu nó nhiều thứ tóc không phải là 3 thứ tóc luôn này. Đầu rất là nhiều thứ tóc. Nước chấm gì đây? Nước chấm cái nhà chấm chéo cả. Ok cả được đấy. Cái này em còn nhặt từng cả hạt quất này, anh nhìn thấy chưa? Em trồng cây rừng đấy. Cây rừng này. Tao cuốn lên một cả nhà nhá. Ôi cả nhà ơi, sườn này ngon quá, bây giờ xin một miếng. Vừa nướng vừa ăn cho nóng. Bây giờ không là tí nữa là nguội, là những cái đồ nướng này nguội là ăn không ngon đâu. Anh ơi, rót bia đây. Gọi đá đó. Gọi đá đây. Ướp lâu rồi. Giờ nướng ngon ngấm, ngon trông. Quá ngon. Chị Mi ơi. Quay lại. Không phải nước chấm này. Quá tuyệt vời cả nhà. Quá tuyệt này. Ê, một chút để bố gọi điện lấy đá. Ngồi luôn đi. Cả nhà ơi, đấy hôm nay bây giờ đã xong hết rồi này. Đấy. Ui dồi ôi, rất là thơm luôn. Đấy, và bây giờ thì mời cả nhà cùng gia đình Hồng chén nha. Bây giờ tươi bùi cắt ca nào. Ok nhá. Mở bia ra đi mọi.
nào thì được. Nào, uống đi. Khổ quá. Chưa? Nhìn đây. Chưa? Cả nhà mình ơi. 1 2 3. Go! 2 3. Go! 2 3. Uống. 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 Cả nhà thấy tôi vui khỏe không? Vui rồi. Ok, vô. Mẹ rồi. Xúc xích bóng đêm. Cả nhà này xúc xích bóng đêm. Rau nó nhanh cháy này. Lửa to á. Cả nhà ơi, bây giờ là đang Đoàn Hùng là đang đứng ở trước nhà thờ cổ. Ở đây là ở phía trong là mái là không còn nữa cả nhà, chỉ có những cái bức tường xung quanh thôi. Và cả nhà có thể là nhìn kỹ thì thấy là rong rêu các thứ là nó đã bám, nó rễ các thứ nó đã bám cái tường này luôn này. Nó xanh rất là, cắm trại ở đây thì rất là mát. Hồi xưa thì người ta cho cắm trại đêm ở đây nhưng giờ thì hình như không. Giờ chỉ có cho cắm trại ở phía dưới thôi, không có cho cắm trại qua đêm ở đoạn này nữa. Đi vô chỗ ảnh đi. Đi vào xem đi. Đi. Mời cả nhà cùng theo chân vào trong Hùng vào xem nhá. Cái nền bám con. Mun có viết tên vào đây không? Rong rêu. Có viết tên Mun vào đây không? Đã có rất là nhiều người đến đây. Ở đây nó đã đổ, những cái này là đổ xuống rồi cả nhà này. Đó, chỉ còn cái khung thôi, không còn mái nữa luôn. Không còn cái mái, và cái điểm này thì hầu như ai đi vườn quốc gia Ba Vì cũng ghé qua. Kìa Tươi với lại Tú ơi, viết tên lên đi. Lấy gạch cho Tươi viết này. Ui giời ơi. Gạch đâu. Lấy viết đi. Ơ cái con này có thằng trơn trượt nhá. Đưa về thì viết cho nó sáng sủa, đi ngóc ngách chừa viết sợ thật. Yêu nhau phải chui vào ngóc ngách. Đây này cả nhà này. Đó. Đây là cái dân chính, cái chỗ thờ. À, cái ban thờ của nhà thờ. Đây. Hai bên này cửa là không còn, chỉ còn là những bức tường xung quanh thôi. Đấy. À, và ở phía trên mọi người cả đây, cây rêu nó mọc trên tường luôn. Đó. Ra ngoài chỗ ảnh đi. Ừ. Nhìn ấy nhỉ, sao em... sao hồi xưa người ta lại xây một cái nhà thờ ở trong này nhỉ? Không biết, nhưng mà em thấy đi lên đây thấy sao? Thấy kiểu như là... Trên đường đi thì như nào? Trên đường đi thì nó rất là mát, hai cây bên là nó rậm rạp. Đi vòng quanh nhỉ? Lên dốc. Đường nó ngoan ngoèo ngoan, như kiểu là nhịp tim đó cả nhà. Lần đầu tiên mà Hùng chở My đi một quãng đường xa như này và đi gọi như đi lên núi ra này đấy. Đấy. À, vô khi mà bước vô trong cái nhà thờ thì mình có một cái cảm giác gì không biết tả như thế nào, nhưng mà mình vẫn đâu có một cảm giác rất là hai người cùng biết á, tả như thế nào nhỉ? Không biết, nói chung là cứ cầm tâm linh thiêng. Đúng rồi, gọi đúng rồi, gọi là rất cả
cảm thấy rất là linh thiêng. Biết lắm thế hả bông ơi? Rất là mát luôn. Rất là tuyệt vời nha cả nhà. Đây là những bước lên thiên đường. Sau khi thăm nhà thờ cổ xong thì là bọn Hùng phi lên tít trên này nữa, xác định là hôm nay không có leo đền Thượng hay là đền thờ Bắc Hồ, tại vì là đứa nào cũng mệt ấy. Mà nghe nói là đền Thượng thì 500 bậc, còn đền Bắc Hồ thì 1.003 bậc, cho nên là nghe thấy ngợp rồi, cho nên là chỉ đi dưới thôi đấy. Và ở đây thì dừng lại ở một cái khu khá là trống, mình có thể nhìn ở dưới hơi đen, là nay mấy đứa ngủ lều, đứa nào cũng ngủ nướng, cho nên là không còn mây nữa, không còn sân mây nữa. Hello Mila, mát không? Mát lạnh. Và đây là buổi trưa của cả đoàn nhà Hùng. Bây giờ là đã lên trên này rồi và trên này thì không khí lạnh hơn. Bây giờ Hùng nói ra đây nhưng mà nó còn đang có khói ra luôn ấy. Và đây là buổi trưa nhẹ nhàng, buổi tối ăn nướng buổi trưa là bánh mì này và chân gà ngâm xả tắc mì với lại tươi với bông ở nhà ngâm này, có cả mía này đấy, bò kho với lại là ăn giò chả nữa, gà ủ muối nem nữa. Nói chung là nhẹ nhàng như này cả nhà. Bây giờ sẽ ăn ở đây và nhâm nhi cho đến khoảng tầm 2 giờ chiều bọn Hùng sẽ bắt đầu đi về Hà Nội cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Bây giờ thì bọn Hùng trên đường về thì là sẽ ghé chỗ cái vườn hoa sương rồng. Ở trong này là một cái nhà kính. Tuy nhiên là một số cái chỗ cửa như phía bên này rồi này, kính lâu ngày không biết là như nào, phía trên đó nó bể hết rồi. Và khi mà đi vào đây thì là thấy thu ở dưới có một bác thu vé, một người lớn là 10.000. Vợ chồng Hùng bé được xếp diện nhỏ trẻ con cho nên là không thu tiền luôn. Ui, chắc đợt trước ở đây cũng được kiểu là chăm nuôi dưỡng cũng tốt lắm á, nhưng mà lâu rồi người ta cứ bỏ giải đó nên là nó bị đấy này cả nhà này, vườn sương rồng không đúng rồi, nhà kính nhưng mà kính phía trên là bể hết kính rồi. Nó nhiều loại à, có loại bên này thì nó cao tít hơn cái kia luôn. Đâu đây cái này nó cao nhiều, có khi nào ở đây nó cái kia không? Dạ, dài hồng lộng không kìa. Có khi nào mà nó ngã đầu nó vào cả nhà nhìn thấy cái này này, nó lâu ngày nó dài, nó như này. Nhìn cái đoạn này này giống như kiểu đây là cái xi măng đấy, bê tông xi măng luôn đấy. Đó, nhìn nó dài. Ồ, còn đi lại đây. Thì thấy tụi nó chụp ảnh ở trong này đẹp lắm á. Đây này có cây này cũng dài lắm rồi. Anh nhìn cái cây xương rồng thì ở sa mạc hay có những cây xương rồng. Cây đấy luôn, cây cao cao đấy luôn. Tham quan ở đây xong là sẽ em đi về Hà Nội luôn. Em thấy hôm nay em đi như nào? Tuy bọn Hùng có lên trên cái chỗ đền Bắc Hồ các thứ luôn ấy, nhưng mà đến điểm dưới thôi chứ không leo lên. Rồi đến điểm đấy rồi về thôi. Và bây giờ em thấy chuyến đi này nha. Thật là thì hồi nãy anh hỏi rồi đúng không? Cảm thấy thú vị này, tại vì được đi bằng cái xe máy đi phượt, thì My thì rất thích đi phượt nên là đi bằng cái xe máy là rất là thích. Cũng kiểu là sẽ có dịp sau lại được đi tiếp nữa ở những điểm khác thôi. Ở những điểm khác. Nhưng mà em ngồi em có bị mỏi hay có bị mệt không? Bình thường. Bây giờ ngồi á thì đợt trước á thì cái xe nó ấy gác đằng sau chân, phải ngược đằng sau chân này nó hơi bị mỏi. Bây giờ làm lại rồi nên là ngồi nó rất là thoải mái nha cả nhà. Đi một chặng đường dài cũng không có gì hết trơn á. Hầu như ở đây ai đi lên họ cũng ghé qua.
trong này thấy có nhiều người chụp ảnh cũng đẹp phép, và bây giờ thì vợ chồng mình xin phép cả nhà để chụp mấy tấm ảnh nữa. Và cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã theo dõi suốt hành trình đến tận bây giờ luôn. Mọi người đứa nào cũng có vẻ hơi mệt. Hùng thì là chỉ hơi mỏi cái cánh tay trái, tại vì cánh tay trái là bên trái Hùng bóp phanh á. Đấy, bên trái Hùng bóp phanh cho nên là hơi mỏi một tí. Thế em edit không? Edit với lại Hùng Hữu. Thế à. Và bây giờ thì Hùng xin kết thúc video này ở đây. Cô chú anh chị xem thấy hay thì cho Hùng mi một like, một chia sẻ nha. Em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Bye bye.